Trên tay em đang là một tuyệt phẩm và cũng là những cái chiếc đồng hồ đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ. Một chiếc đồng hồ Mickey Mountain, một chiếc đồng hồ sản xuất chính hãng tại nước Đức anh em nhé. Và một cái thương hiệu Hebron, nó chuyên làm những cái chiếc đồng hồ hình con chuột Mountain như này, cực kỳ là độc đáo và chất lượng anh em ạ. Với khung vỏ làm từ thép có mạ chrome và chiếc Mountain này nó phải sản xuất vào những năm 1955 đến 1958 anh em ạ. Cỡ những cái năm sản xuất như thế. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em nhé. Anh em thấy không? Độc đáo nhất đó chính là một cái nền mặt trắng với một con chuột Mickey. Và độc đáo hơn nữa đó chính là một chiếc đồng hồ có hai lịch, và anh em thấy không, hai cái cánh tay phải và cánh tay trái thì cánh tay phải thì là kim giờ, cánh tay trái là chỉ kim phút, và cực kỳ là độc đáo bởi vì một tuyệt phẩm và cũng rất là ít có tại trường Việt Nam mình. Đây là bản sưu tầm anh em nhé, và cũng rất là lâu rồi, em sưu tầm phải được 5 đến 7 năm rồi, nhưng mà tại kênh video của em ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em để các anh em chiêm ngưỡng. Đấy, nước thép chrome đã được bong tróc và nó đã bay những cái nét đẹp đi, còn lại những cái nét thời gian, và những cái nét thời gian này cực kỳ là cổ điển anh em ạ. Một chiếc đồng hồ phải nói đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ. Size mặt của chiếc đồng hồ này lên tới 34, cũng chuẩn size vintage xưa, cái dáng tròn nó phải tầm 36 37 anh em ạ. Và anh em nghĩ sao về một chiếc đồng hồ hình Mickey Mountain độc nhất và cũng là hàng sưu tầm hiếm có tại trường Việt Nam mình, anh em hãy để dưới phần bình luận. Và chiếc đồng hồ này thì anh em nào mà cực kỳ là đam mê thì hãy gọi điện và kết bạn Zalo với em để anh em cùng trao đổi và cũng như là giao lưu kinh nghiệm học hỏi để có thêm nhiều kiến thức về chiếc đồng hồ này. Một trong những cái chiếc đồng hồ xấu thôi, nhưng nó là những cái chiếc đồng hồ mà hiện tại bây giờ không sản xuất, và thời gian hội tụ cực kỳ là nhiều những cái nét vintage, nhiều những cái nét cổ điển mà em muốn gửi đến tất cả các anh em, và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem video này.